Xin chào cả nhà, đây là màn hình theo xe Camry 2020 và hôm nay bên em sẽ nâng cấp chiếc màn hình đây. Chúng mình các bạn có thể xem đó là mẫu Tesla màn hình ngang mới nhất của Camry mình đặt riêng cho nên là chắc thuộc dạng là đầu tiên tại Việt Nam. Màn hình lên đến 12.3 sử dụng hệ điều hành Android 9.1 này, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, có DSP luôn nha, có CarPlay, có đầy đủ luôn. Thôi mình sẽ lên xe để thử cho các bạn xem đó. Màn hình sẽ trang hết viên nha, rất là lớn, rất là to, sang trọng. Đã có tín hiệu vệ tinh. Như mệt luôn. Mở video mỹ nhân ơi. Bình thường cũng phải gần nghìn like. Anh thanh niên hôm nay